Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình quay video này, mình không có quay về xe hay gì hết, mà là hôm nay mình quay để mình chia sẻ với các bạn về cái việc mà chọn nhớt cho chiếc xe cưng của mình. Thì mình là người tiêu dùng. Thì bạn nào mà theo dõi kênh mình lâu về từ trước thì các bạn cũng biết là mình thường sử dụng nhất gì. Mình cũng đã có test thử rất là nhiều rồi thì mình mới sử dụng nhất đó. Bây giờ hôm nay video này mình sẽ xin chia sẻ với các bạn là một điều về nhớt lựa chọn cho chiếc Honda Winner cũng như tất cả các dòng xe khác cũng vậy, một cách nó đầy đủ, một cách đầy đủ và để cho anh em biết mà lựa chọn dễ nhất ha. Đó là một phần lựa chọn nhớt. Một phần thứ hai nữa là mình muốn giải thích cho tất cả anh em biết tại sao mà xe mà chẳng hạn như cùng một loại xe, cùng một loại nhớt, mà tại sao chẳng hạn như ví dụ như xe kia chạy nhớt đó là khoảng 1.000 cây đổ ra thì nhớt nó vẫn còn vàng, mà tại sao vẫn là xe giống như vậy cũng nhớt đó mà chạy ra 1.000 cây thì đổ ra nó lại đen. Thì điều này nó rất là đơn giản. Những cái anh em nào mà tự tay mà tháo, những anh em nào chơi đậu xe hay này kia mà tự tay mà tháo máy ra thì chắc có lẽ là những anh em có thể đoán được. Là vì các bạn hiểu tại sao không? Trước tiên là các bạn phải so sánh cùng loại xe, cùng loại nhớt. Nhưng các bạn phải so sánh thêm một điều nữa là cái xe mà mình đang nói trong phân khúc ví dụ như 1.000 cây nha. Thì tại sao mà một loại vàng mà loại đen cùng nhất thiệt hết nha, không giả nha, cùng xe luôn, tại sao là các bạn kiểm tra hết là giống như nhau hết rồi, các bạn phải kiểm tra thêm một điều nữa là cái xe mà mình đổ ra nhớt còn vàng á là xe đã chạy đã cái odo của nó là bao nhiêu ngàn cây rồi, và cái xe mà đổ ra nhớt nó mà bị đen á là odo bao nhiêu ngàn cây rồi. Thì đây chính là câu trả lời cho các bạn. Thì những cái xe mà sử dụng lâu á thì trong cái phần lốc máy của chúng ta, trong cái phần máy ở bên trong á chứ không phải ở ngoài nha, thì nó sẽ có một cái phần nhớt, có phần nhớt nó đa bám, nó động lại, nó dính trên đó. Một khi mình gỡ ra, mình lấy tay mình quẹt lên thì nó rất là kẹo luôn á. Với lại khi chúng ta xài lâu rồi thì cái độ ma sát của nó càng cao rồi, nó phải có một cái khoảng rơ nào đó nó đã thoáng máy rồi, mặc dù máy nó bóc nhưng nó đã thoáng rồi. Nói chung là những cái độ mà những cái độ mà bám giữa cái nhông này nhông kia nó sẽ có một độ rơ thì nó sẽ không còn mà chắc chắn nữa, nó phải có độ ma sát. Thì mình nói đây thì nó không được chính xác cho lắm, nhưng mà bạn nào mà hiểu ý thì chắc biết. Bạn nào mà tháo ráp máy ra rồi chắc các bạn có thể biết được là nó sẽ có bị mày mòn thì sinh ra nhớt chúng ta đen. Là các bạn thử như vậy xem sao. Tại sao mà mình thấy là mình chạy nhớt, mình thay 1.000 cây nhớt mình vẫn vàng, mà nhiều bạn lại hỏi mình là tại sao nhớt em coi kênh anh cũng là nhớt đó, tại sao nhớt nó đen, bạn nó có chụp hình gửi cho mình luôn nữa. Mình hỏi ra thì cái euro bạn đó là chạy rất là nhiều rồi. Đơn giản là như thế thôi. Mình đã từng gỡ máy đó mình xem, mình không gỡ chiếc Winner nha, mình gỡ những xe phổ thông nhỏ thôi, thì mình cũng thấy là như vậy. Ở trong nó rất là dơ, nó bám rất dơ. Thì đây là cái điều kiện để cho các nhà bán hàng mà những cái chai mà xúc rửa động cơ là bán chạy đây. Thì chúng ta chạy mà mình khuyên các bạn nha, không có nên sử dụng xúc rửa động cơ nhiều quá. Mình nên xài nhưng mình không nên thường xuyên quá nha. Vừa thôi, mình chạy nhiều đi rồi mình hãy xúc. Nhất là nó có, ví dụ như mình chạy 1.000 cây mà nó có đen quá thì cũng không sao đâu. Hãy xem mình chạy lâu quá thì nó là như vậy. Khi nào mà nhiều quá thì các bạn xúc thôi, chứ không phải mỗi lần mà nó thấy đen quá các bạn là đổ vô mà xúc suốt à. Không nên nha các bạn. Rồi thì mình nói như vậy thì đó là phần mình giải thích lý do tại sao mà cùng 1.000 cây, cùng loại nhớt, cùng loại xe mà tại sao xe này đen mà xe kia lại nhớt xả lại còn vàng. Là cái mà mình tóm gọn như vậy thôi. Còn bây giờ tới việc mà mình sử dụng nhớt, mình lựa chọn nhớt nè.
Thì trước tiên mình xin chia sẻ với các bạn là mình đã có chạy ra qua rất là nhiều vòng nhất, nhưng mà nhất phổ thông thôi. Mình cũng không đủ điều kiện để mà chơi những vòng nhất cao cấp quá, tại vì xe mình xe phổ thông nên mình không có đầu tư về cái phần nhất cho lắm. Với lại thứ nhất đó là thứ hai nữa là mình không có tua bộ lực nhiều nên mình không có đầu tư cho nhất nhiều cho lắm. Nên mình nói tới đây thì có thể những các bạn học sinh sinh viên mà những anh chị em nào mà chạy xe một cách từ tốn thì có thể video này nó hữu ích. Còn những bạn nào bầu tua nhiều nè, những bạn bầu tua nhiều, những bạn hay đi xa sử dụng hết công sức máy là có thể video này các bạn không hài lòng cho lắm. Thì trước tiên từ trước tới giờ mình chạy xe từ lúc nhỏ là mình đã thay nhớt những cái loại mà vài chục ngàn thôi. Mình thấy nó không ok thì mình được những cái thợ chỉ là xài Carbon Power 1. Anh biết Carbon Power 1 mà, trong kênh mình là chuyên gia xài nhớt đó, mình hướng dẫn anh em xài nhớt đó đó. Đây, đây loại nhớt này nè, là Carbon Power 1 nha. Là mình thấy chạy nhớt này thì xe rất là im. Lúc đó mình chỉ chạy chiếc quay thôi, quay màu xanh trong kênh mình có xuất hiện đó, thì mình thấy nó rất là im. Và sau này mình xài nhớt này luôn, mình không có sử dụng nó là hết, tại mình rất là tin dùng nhớt này. Mình không phải quảng cáo đâu nha, mình là người tiêu dùng thôi. Rồi thì mình thấy nó ok, mình xài. Sau này thì mình mua chiếc Winner về, thì một vài lần đầu mình có xài nhớt hãng Derora, sau đó mình vẫn xài nhớt Carbon Power này. Nhưng mà mình xài qua thời gian rồi mình cũng có thấy có hiện tượng là nó nóng máy với là nó hơi sào máy, có chứ không phải không. Rồi mình cá với các bạn luôn, nhất nào cũng vậy, tốt cỡ nào cũng vậy, các bạn mà sử dụng hết công sức máy nóng máy là nó đều sào hết luôn. Chứ các bạn đừng có tin là những cái nhớt mà phân khúc phổ thông nó khoảng vài chục ngàn trăm ngàn thì nó sào máy, còn những nhớt mà mấy trăm ngàn á các bạn bào mà nó không xào y như lúc khởi động là tuyệt đối không bao giờ có một loại nhớt là như vậy. Các bạn nhớ kỹ nha, không bao giờ có một loại nhớt nào mà các bạn chạy mà nó không xào máy cả, nó chỉ có là ít hay là nhiều ở đây thôi, chứ nó không có mà tuyệt đối là mình chạy xa mà nó lại im ru như lúc mà mới mới đề xe đâu, là tuyệt đối không có nha các bạn. Là tại sao mình cũng đã có chạy qua cái dòng Repsol Racing này. Mình thì trước giờ mình không biết về nhớt này đâu, mà mình coi YouTube nhiều, mình thấy nhiều bạn sử dụng thì mình cũng nhiều bạn sử dụng, nhiều bạn khen thì mình mua mình xài thử và ok, thì mình xài nó là nó ok, nó ngon hơn là Castrol Power 1 của mình. Thì đây cũng là một câu trả lời cho các bạn nào mà thường xuyên mà hỏi mình về vấn đề nhớt nha. Repsol Racing này thì mình thấy nó ok hơn là cái nhớt Castrol Power 1 của mình ở tốc độ thấp. Tốc độ cao máy vẫn xào như nhau, 90 90 luôn, không có mà chênh lệch nhiều. Còn tốc độ thấp thì mình thấy nó ok hơn là Carbon Power 1, mặc dù là một loại là tổng hợp toàn phần và một loại là bán tổng hợp thôi. Mà về độ bốc thì mình thấy hai cái loại này nó không có chênh lệch luôn, gần như là giống nhau. Và mình cũng có, mình xin nhắc ngang thì mình nói thêm một lời nhớ mình có thử đây, vô ly gì Racing 4T gì mình cũng đã có xài qua, và mình cũng đã có xài qua cái loại nhớt còn hai hai ba loại ở ngoài mình để ở trước nhà nữa. Nhưng mà do là nhớt đó là những cái vỏ mình đã sử dụng rồi nên nó dơ á, mình không có đem vô nhà để mình quay cho các bạn xem được. Thì bây giờ mình nói tên ở đây là Motul 3001, là nó được so sánh với cái Carbon Power 1 á là Motul 3001. Rồi thêm có loại nữa là nhất hãng nè, Motul 3001 và nhất hãng. Rồi một cái loại gì nữa theo vàng vàng mình quên mất tiêu rồi nè. Thì tất cả mình đều sử dụng qua một lần và mình đều thay ra và mình đổ lại Carbon Power 1 này hết. Còn riêng cái thằng mà Repsol Racing này thì hiện tại mình đang sử dụng, mình không đổ nha. Nhất này thì nó ngon hơn, nó là tổng hợp toàn phần, mình thấy nó chạy nó khoảng 80 với lại 80 90 với cái Carbon Power 1 thì nhớ có mắc hơn rất là nhiều, nó mắc hơn gấp đôi nữa. Thì mình thấy nó ok thì mình còn xài. Nhưng tất cả những cái dòng nhớt như nhớt này nè, nhớt này các bạn nghĩ sao, chỉ có 115 ngàn một bình thôi. Các bạn nào mua 140 150 thì có thể là do cái nhà bán hàng thôi, chứ thật sự giá chính hãng mình lấy giá phân phối luôn là chỉ có 115 ngàn thôi nha, 115 114 ngàn một lon thôi, là do giá phân phối là đại lý luôn á chứ không phải là mình mua tư nhân nữa.
các bà đừng nói mình mua như giá rẻ là sao mà nó chắc có chuyện nước giả nha, không phải nước thật nha. Mình xài là mình kiểm tra rất là kỹ mình mới dám xài. Và rồi thì mình cũng đã có từng xài qua cái chai Visa 300 nữa. Này là dành cho những cái bạn mà chạy quay rim. Trong kênh mình biết có rất là nhiều bạn chạy quay rim những xe phổ thông thôi, chứ không cần phải tới Winner cho 50. Tại vì mình cũng đã có những chạy những dòng xe đó và mình quay lên thì các bạn xem, các bạn có đăng ký nhắn tin hỏi thì mình biết là các bạn đều chạy xe đó. Thì video này mình dành cho tất cả những các bạn chạy xe 150 phân khối trở xuống đều được hết, chứ không phải riêng Winner đâu nha. Video này mình chia sẻ với các bạn thì có lẽ nó hơi dài, các bạn nào mà yêu quý mình thì theo dõi anh cuối video nha. Thì nếu mà bây giờ mình chia sẻ thẳng một điều là những các bạn chạy quay rim á, các bạn cứ mua nhớt này bạn xài cho mình đi. Cái trong bộ 1 mình thấy rất là ngon. Hiện tại xe mình chiếc Win 100 với lại chiếc quay mình đều xài nhớt này hết. Các bạn cứ xài đi, nhưng mà tuyệt đối các bạn hãy kiểm tra kỹ nha. Chuyên gia chứ hàng giả luôn, thì các bạn kiểm tra nhớt thật rồi các bạn hãy xài. Cứ khoảng 1.000 đến 1.500 cây bạn thay, các bạn đừng có nói mà nó phí, không có phí đâu. Bình chỉ có 100.000 thôi, 1.000 cây bạn thay một lần là mình thấy ổn đó. Đến 1.500, 1.500 thì nó hơi lâu á, theo mình là như vậy thôi. Còn các bạn mà tiết kiệm thì sẽ xài hơn, còn mình thì hơi phí lắm. Mình muốn tốt cho cái máy thì mình hơi phí. Còn như cái loại nhớt này, mình không phải chê nha, xin lỗi các bạn xài như thế nào mình không biết. Mình cũng xin lỗi những cái ai mà đang bán cái này mình không biết, mình chỉ là nói cái cảm nhận của mình thôi chứ không phải là mình muốn dìm hay là cái gì hết. Mình thấy mình đổ cái này vô, mình mua hai bình này là 230.000. Là mình đổ vô mình chạy, mình đổ là mình đổ cho chiếc quay xanh của mình nha. Các bạn nào theo dõi kênh của mình các bạn sẽ biết mình không đổ cho Winner đâu nha. Mình đổ vô mình chạy khoảng 50 mấy cây thì mình lại đổ ra. Mình đổ ra. Một bình là mình thay Sirius, đã có video. Còn bình mình thay chiếc quay xanh của mình. Sirius thì hiện tại mình đang chạy, vẫn còn chạy, do xe của bạn mình thôi, nó không muốn thay. Để chạy luôn thì tới kỳ thay luôn. Còn xe của mình là mình đã đổ ra rồi. Mình chạy khoảng 50 mấy cây mình cảm thấy nó không ngon bằng cách combo 1, mình đã đổ ra. Mình đã đổ ra và bây giờ mình đã chứa vô cái bình này nè. Bình này thật sự là bây giờ đang là nhớt poly. Nhớt này nha, mình đổ qua, nhớt là nhớt cũ rồi. Bình này bình cũ hết chứ không có nào mới hết nha. Tại nó còn mới còn sạch thì mình lấy cho các bạn xem thôi. Nhớt này hiện tại là mình mới chạy khoảng 50 mấy cây thôi. Mình sẽ đổ qua chiếc win, chiếc quay mình sẽ không đổ nữa. Mình thấy xài nó không ngon bằng có trên Power 1. Và rồi thì bây giờ mình sẽ trả lời cho các bạn Winner xài nhất gì. Nhất gì cũng được các bạn à, nhất nào mình thấy cũng được, miễn là nhất thật. Mà tốt nhất các bạn xài từ bán tổng hợp trở lên là ngon, đừng có xài nhất khoáng. Còn có những bạn hỏi mình là có nên thay Castrol Power 1 hay là nhất hãng. Các bạn nói là nhất hãng thì người ta mới bảo hành. Còn nhất Castrol Power 1 thì người ta không bảo hành. Thì mình xài là xe của mình, là do mình quyết định. Các bạn hỏi thì mình xin chia sẻ cũng là đó là cái quan điểm của mình thôi. Thì các bạn cảm thấy nó ok thì các bạn làm theo, không thì các bạn xài nhất hãng. Mình thì mình chỉ xài nhất hãng đúng hai bình thôi, là 400 cây đầu mới tới 1.200 là mình xài nhất hãng, còn lại là mình xài Castrol Power cho đến bây giờ luôn. Là lúc trước là mình có Castrol Power mình xài khoảng lúc mà nó tới 3.000 cây phải, mình bắt đầu mình mua hai bình Motul 3.001, mình đổ vô mình chạy, mình xin thề, mình xin hứa với các bạn luôn, hơn 80 cây là chỉ trong một chuyến đi, xong về mình trút ra mình bỏ luôn, mình đưa qua chiếc quay xanh mình chạy, chứ thật sự bỏ là không có. Mình cảm thấy nó không ngon bằng Castrol Power 1. Mình không có quảng cáo hãng Castrol nha, hãng Castrol nó rất là nổi tiếng rồi, nó không cần mình quảng cáo đâu, nhưng mà nói hàng giả nhiều lắm nha các bạn. Hàng nào mà thằng nào mà nó nổi tiếng thì chuyên gia người ta làm giả rất là nhiều. Rồi mình xài lại Castrol Power. Cái 3.001 3.001 thì mình không nói ở đây nha, các bạn là thích thì các bạn xài thôi, chứ mình thì mình thấy nó xài nó được nhưng mà nó không ok bằng Castrol Power thôi, theo cảm nhận của mình. Rồi nói chung là Winner thì các bạn xài nhất gì cũng được, mà từ bán tổng hợp trở lên thì nó sẽ ok là nhất khoán. Mình trả lời lại câu hỏi lúc nãy là các bạn hỏi mình là nên xài nhất hãng hay là Castrol Power 1. Các bạn mà hỏi mình như thế là các bạn đó là các bạn đã theo dõi kênh mình lâu rồi, hoặc là các bạn có xem những cái clip mình nói về việc thay nhớt cái Winner. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình.
cũng xin chia sẻ và trả lời khẳng định với các bạn là nếu các bạn sợ không bảo hành thì các bạn xài nhớt hãng. Còn riêng mình là mình xài nhớt ngoài, mình không xài nhớt hãng nữa. Đơn giản tại sao? Nhớt hãng là nhớt khoáng. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó loãng quá đó, thì các bạn chạy nó hơi bị xào máy lắm. Nhớt hãng là chúa xào máy luôn á, thì nó xào hơn là có trôi rất là nhiều, nên mình không thích. Tính mình thì muốn chạy xe nó im ái thôi, việc độ xe mình cũng không thích đến được cái độ vô nữa mà, thì mình thích là im ái nên mình xài nhớt nào mà im thì mình xài thôi, im bốc mình xài. Cái độ bốc của cá tròn 331 thì khỏi phải bàn rồi. Jepson Racing mình thấy nó như nhau luôn á, hai loại nhớt là mình thấy cảm nhận nó như nhau đó, nó rất là bốc rồi. Jepson Racing là nhớt thuộc dạng như mé xe đua mà nó như thế, mà cá tròn 331 mình cảm nhận là nó ngon là ok rồi đó, nó ngang ngửa nhau luôn á. Nhưng mà nói thì nói, cá tròn 331 nó vẫn là không có bằng cái Jepson Racing. Thì nhớt này chắc sắp tới mình sẽ xài nhớt này hoặc là chuyển sang một loại nhớt khác, mà có thể mình sẽ trở về cá tròn 331 luôn, tại vì mình không vào tour, mình không đi tour nhiều, mình chỉ sử dụng mục đích hàng ngày thôi, nên mình cũng không cần cái nhớt này để làm gì. Mình sẽ xài cá tròn 331 lại, chừng nào mà có đi tour xa này kia mình mới đổi nhớt này vô. Còn Proton 300V thì thôi, không có điều kiện để xài rồi. Xe mình là xe phổ thông thôi, các bạn cưng xe thì các bạn xài nhớt nó xịn. Còn riêng mình xài nhớt vừa tầm, thay vừa lúc, đúng lúc là ok. Không cần phải các bạn mà cứ đổ nhớt xịn vô mà bạn chạy quá số cây số thì cũng như không thôi. Mình thì xài nhớt tầm trung, mình thay từ từ. Tính ra nó cũng như nhau như nhớt kia thôi, nhưng mà mình thay nhiều lần thì nó giảm cái độ mà nhớt đen á, thì nó sẽ động là trong máy hay là nó sẽ bám lại lốc máy như lúc đầu video mình đã nói. Xài nhớt tầm trung mà mình thay thường xuyên. Còn các bạn xài nhớt xịn thì đâu thay cũng được, mình chỉ sợ nó đen trong máy thôi. Thì video này có thể là do không hợp một số bạn nên các bạn sẽ ném đá mình đó. Nhưng mà những cái gì mình chia sẻ ở đây là mình đã thực sự trải qua rồi, mình có chạy thử rồi thì mình mới dám chia sẻ với các bạn. Thì bây giờ mình xin tóm gọn là một câu: nếu các bạn nào mà không sợ mà hết bảo hành hay không, mà chỉ xài mục đích hàng ngày, một ngày khoảng vài chục cây số trở lại các bạn sử dụng, thì các bạn sử dụng, ai mà tiết kiệm thì có thể sử dụng chai cá tròn 331. Còn bạn nào mà có điều kiện thì bạn cứ xài full tổng hợp là ok. Full tổng hợp mình thấy nhất nào cũng ok hết, không cần phải mà một loại này loại kia nóng máy hay là bốc hay là cái này kia hết. Các bạn đừng quan tâm cái gì đó quá nhiều, thật sự với các bạn mình chia sẻ với các bạn luôn. Các bạn quan tâm nó quá nhiều rồi các bạn rối não em, rồi các bạn mới phân vân đủ thứ rồi. Như vậy sáng nay mình cũng chia sẻ một cái video này hơi dài, các bạn thông cảm mình nha. Là mình muốn nói tâm sự mình tí xíu nữa là các bạn xem YouTube thì các bạn xem tuyệt đối đừng tin ai hết, ngay cả mình. Đơn giản, mình thì hướng dẫn xài một loại nhớt nhưng bạn khác lại hướng dẫn xài một loại nhớt khác, thì các bạn lại xây cái đầu mình làm sao mà được. Thì người trải nghiệm, người biết thật sự chính là bạn. Ai cũng là một cái ý kiến riêng của người ta thôi, cũng là người tiêu dùng như các bạn thôi. Chủ yếu là làm YouTube người ta biết hơn, người ta chia sẻ thôi, chứ cũng như các bạn thôi. Các bạn xài là các bạn tự trải nghiệm là câu trả lời chính xác nhất là bạn, chứ không ai hết. Nên các bạn xem YouTube để tham khảo thôi, chứ đừng có một tin ai hết nha. Thật sự với các bạn, mình thấy nhiều người nhắn tin cho mình, các bạn cứ lấy ông này ông kia xài nhớt đó ra, thì xin lỗi các bạn, đó không nên đâu. Người trải nghiệm, người mà xài là mình, thì mình tự quyết định, đừng có nghe một ông nào làm YouTube, ba nào làm YouTube nha. Mình nói như vậy thì các bạn hiểu nha. Mình xài thì mình tự biết là ok nhất. Và các bạn, mình cũng khuyên là các bạn đủ lòng tin thì bạn tin mình, không tin vẫn ok luôn. Thì mình chính kêu các bạn là xem YouTube để tham khảo thôi, đừng tin một ai hết. Thì mỗi người một quan điểm, cũng như các bạn thôi, chứ cũng chẳng hơn gì nhau đâu. Thì thật sự mình chia sẻ là nếu các bạn nào không sợ cái xài cách trong 1 của bạn, sợ chạy nhớt hãng cũng được. Chẳng lẽ nhớt hãng người ta lại phá cái máy của người ta làm ra sao? Thì mình chỉ nói như vậy là các bạn hiểu. Chơi. Thì mình nghĩ là bây giờ mình sẽ nói riêng về chiếc xe mình sắp tới mình sẽ xài nhớt nào. Thì mình sẽ nói là Motul 300V thì có điều kiện mình sẽ xài sau. Mình chưa thực sự trải nghiệm dòng nhớt này, nhưng mình nghe nhiều bạn nói là nó không hợp, nên mình thật sự mình không dám xài.
chứ không phải là mình mua được chai này, nhưng mà như lúc nãy mình đùa các bạn là không đủ điều kiện. Thật sự mình thấy nó, thật sự nó cũng hơi mắc thiệt, nhưng mà nhiều bạn nói nó không hợp nên mình cũng còn lăn tăn cái đầu. Còn nhất này mình xài qua rồi thì mình đã thấy nó được chứ không phải là tệ. Nhưng mà xào máy là vẫn có, xào máy là vẫn có nha. Đừng có bạn nào mà khen nhất này im là tuyệt đối không có vụ đó đâu. Các bạn tin nha, không bao giờ mà im hoàn toàn đâu nha. 9-10 với cách trôi Power 1, mình nhớ trước đây mình xài. Nhất này mình xin chia sẻ với các bạn luôn là các bạn chạy mà bình thường các bạn khoảng 2.500 cây thay đi. Còn nếu bò tua thì có thể 2.000. Là mình chỉ các bạn là đang xài sang đó nha, cho nó tốt cái máy. Còn riêng mình chạy 1.500 cây là mình đã thay ra rồi. Đơn giản mình thay ra là để mình thay qua chiếc xe mình đi làm, chứ thật sự mình cũng không phải sang gì hết á. Còn cái ông nội này thì khoảng 1.000 cây là mình thay một lần. Mình cũng còn đó, mình đổ qua mình chạy khoảng vài trăm cây cho chiếc đi làm mình nữa. Chứ mình không có phí đâu, các bạn đừng hiểu lầm nha. Rồi thì cái video này quá dài rồi, mình cũng lăn tăn luôn quá mấy vấn đề thôi. Các bạn nào yêu quý mình thì xem. Cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này. Bây giờ mình sẽ tạm biệt với các bạn. Các bạn nào có thắc mắc hay là ý kiến gì, các bạn chửi cũng vẫn được. Các bạn chửi thì những cái dòng bình luận đó sẽ không ai đọc được đâu. Bạn yên tâm nha, chỉ các bạn đọc được thôi à. Nên bạn nào vô chửi cũng như không à nha. Các bạn đọc được rồi cũng rồi à. Không ai đọc được hết á. Mình chỉ đọc được một lần duy nhất thôi, hứa với các bạn. Rồi thì bạn nào mà có thắc mắc gì cái gì á thì cứ comment hoặc là kết bạn Zalo của mình sẽ để cái số Zalo mình ở bên dưới. Ok, bye bye, chào các bạn nha.